Xin chào anh chị, kênh điện tử Gia Phát xin gửi đến anh chị vài dòng kênh điện tử. Và video clip này có âm thanh cho nên anh chị cứ cắm tai nghe hoặc là mở cái âm lượng vừa đủ để mình có thể nghe rõ được hết những cái chia sẻ của kênh điện tử Gia Phát và những dòng kênh điện tử này. Đầu tiên đó là cân tiểu ly mini vào túi với cái mẫu là ngụy trang cái máy nghe nhạc MP3 với kích thước gần như là nhỏ nhất trong tất cả các dòng kênh điện tử, và cân này đang dùng bị tròn. Và đây là một mẫu đáng để chọn mua trong dòng cân tự tiểu liên mini vào túi. Còn về cân điện tử nhà bếp nhỏ gọn được sử dụng pin tiểu, ví dụ như là Tanita là một thương hiệu cân điện tử rất nổi tiếng của Nhật Bản, thì có cái mẫu KD160 này nó có sẵn cái tô đi kèm, mình có thể dễ dàng cân bột dung dịch. Ngoài ra nếu mình không thích cái tô, mình cần một cái mặt cân phẳng thì cân điện tử Tanita KD192 này cũng là một sự lựa chọn đáng giá. Ngoài ra thì chúng ta lại có mẫu là KD200. Mẫu cân này thì có 1kg, 2kg, 5kg và đĩa cân inox. Cân này được thiết kế rất là cứng cáp hơn so với hai dòng cân hồi nãy, và đáng là chọn mua hơn, và dĩ nhiên giá cũng sẽ cao hơn một tí. Còn về dòng cân tính tiền bán hàng thì anh chị nào đang kinh doanh hoa quả, rau, thịt, cá, thực phẩm hoặc là một số cửa hàng quầy tạp hóa thì cũng có thể dùng cái dòng cân tính tiền này. Đặc biệt là dòng cân JBA LED đỏ này đáng để chọn hơn. Nó thương hiệu rất là nổi tiếng của Đài Loan. Hai màn hình LED đỏ phía trước và phía sau. Đã có một cái video clip cụ thể về cái dòng cân JBA này thì anh chị có thể nhìn xem trên YouTube. Ngoài ra còn có dòng cân CAS PR2 này nữa. Đây là một thương hiệu rất nổi tiếng từ Hàn Quốc và cũng đáng để lưu tâm. Dĩ nhiên này cân điện tử tính tiền lúc nào cũng có hai màn hình số phía trước và phía sau. Còn với nhu cầu mà mua cân gà vịt heo thì cái cân inox 304D28S Nhật Bản này là một cái mẫu đáng để chọn nhất, vì hình dáng của nó giống như là cân đồng hồ vậy, và nó có tính năng chốt số, nghĩa là khi mà chúng ta đặt cái lồng gà, lồng vịt, lồng heo lên rồi á thì số đã chốt thì chốt luôn, thì không có ai ăn gian được của mình. Người ta nếu mà ai đó mà có cố tình móc cân làm giảm ký thì cũng không ăn gian được của mình. Còn ngoài ra thì cân tử Gia Phát cũng cung cấp cho anh chị những cái dòng cân heo điện tử cửa lùa này. Đây là một phiên bản inox 304 chống rỉ và lùa heo vào cân rồi sau đó lùa ra chứ không có phải dùng sức khiêng lên. Còn đây là một cái mẫu sắc sơn, thì tùy theo cái nhu cầu của mình mà anh chị có thể chọn dòng này hoặc dòng kia và cân được 1 con, 2 con, 3 con, 4 con hoặc nhiều con nữa. Còn với những cái dòng cân trọng lượng có độ chính xác cao, và ví dụ như dòng HKV kép này thì có 4 cái mức trọng lượng tối đa, ví dụ như là 3kg độ chính xác 0.1g, 6kg độ chính xác 0.2g, 15kg độ chính xác 0.5g hoặc là 30kg 1g. Thì những cái dòng cân phân tích có độ chính xác cao này thường thường thì có những cái kích thước hình dáng bên ngoài này gần giống nhau. Đĩa cân kích thước tầm khoảng chừng 228x294mm và sử dụng pin sạc tùy theo dòng có màn hình LED đỏ hoặc là màn hình LCD. Và dòng cân đếm điện tử này thì được sử dụng phần lớn trong cái ngành may mặc hoặc là đếm ốc vít hoặc trong cái phân xưởng nào đó mà cần đếm số lượng phụ liệu. Thì cái cân đếm điện tử này nó tỏ ra hiệu quả khi mà anh chị bỏ một lượng hàng hóa lên đĩa cân thì mình biết được cân nó sẽ đếm cho mình chính xác cái số lượng hàng hóa trên đĩa cân là bao nhiêu. Và có mẫu ALC giá rẻ và mẫu GCL của nổi tiếng của Đài Loan. Còn dòng cân inox chống nước thì có mẫu Super SS này. Đây là một dòng một thương hiệu rất là phổ biến trên thị trường về dòng cân inox chống nước chống rỉ. Cũng có 4 mức cân, 3kg, 6kg, 15kg, 30kg. Ngoài ra thì có dòng Super 6 này sẽ chất lượng sẽ tốt hơn cái dòng cân Super SS vừa rồi một tí. Và cũng có 4 mức cân như là hình ảnh mà anh đang chuyển sang trong video clip. Ngoài dòng cân, hai dòng cân inox ra vừa rồi thì mình có dòng cân là Maxler Toro Cup của Mỹ. Và dòng cân này được sản xuất được có cái vỏ bên ngoài bằng nhựa, nó vẫn chống nước được mà bằng nhựa. Tuy nhiên thì với thương hiệu Maxler Toro thì cái giá nó mắc hơn một tí. Ngoài ra thì anh chị có thể thấy cái dòng cân bàn điện tử là một cái hình dáng cân bàn mà rất phổ biến và dễ nhận diện ra, đó là dòng cân điện tử. Vì thiết kế nó quen mắt, có bàn cân bên dưới và đầu cân được gắn lên bó trụ như thế này. Tùy theo cái nhu cầu của mình thì mình có thể chọn từ 60kg cho đến 500kg, và bàn cân thay đổi từ 30x40cm và lớn nhất là 60x80cm. Dòng cân bàn này có rất nhiều thương hiệu từ Ohio của Mỹ
DG của Nhật, Yadaver của Đài Loan hay là Yahoo của Trung Quốc. Và có nhiều, nhiều lắm những cái phụ kiện đi kèm, ví dụ như là kết nối với máy in, kết nối với máy tính. Rất nhiều cái mà chúng ta sẽ, khi mà anh chị đạt gặp vấn đề là mua cân bằng thì kênh tự giá phái sẽ chia sẻ nhiều hơn về đặc tính của dần từng dòng cân như thế này. Còn nếu như anh chị mà cần di chuyển cái cân trong nhà xưởng rộng và hàng hóa được đặt để ở nhiều nơi và cần di chuyển cái cân dễ dàng thì cái mẫu cân có xe di chuyển này là một cái giải pháp tối ưu. Lúc đó thì mình chỉ cần nghiêng nhẹ cái cân thôi, thì hai cặp bánh kép sẽ chạm đất và lúc đó mình sẽ di chuyển đẩy cân đi rất nhẹ nhàng. Có rất nhiều thương hiệu để anh chị lựa chọn, từ Yahoo của Trung Quốc, Yadaver của Đài Loan, DG của Nhật và Ohau của Mỹ. Có rất nhiều để anh chị lựa chọn, và phần lớn thì anh chị ở xưởng Thanh Long ở Phan Thiết là chọn mẫu này rất là nhiều. Đây cũng là cái cân mà tối ưu trong nhà xưởng rộng. Và đến cân treo điện tử thì chúng ta có mẫu OCS1 này, mặc dù là thương hiệu của Trung Quốc nhưng mà anh chị yên tâm về giá trị thương hiệu của cái cân này. Cân thiết kế nhỏ gọn. Rồi, còn chúng ta có một cái cân OCS-M, cũng là OCS, nhưng mà anh chị yên tâm về chất lượng của nó, của thương hiệu này. Và cái cân này có cái móc rất là lớn, cho nên nó vừa vặn với tất cả cái móc của ba lăng, anh chị yên tâm. Còn thương hiệu OCS này thì màu bạc, đặc trưng nó là màu bạc, và nó có cân 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn, 20 tấn vẫn có. Cái màu sắc giúp cho chúng ta dễ dàng phân biệt hơn so với dòng cân Yadaver GC màu vàng này. Về hình dáng thì gần như tương tự, nhưng mà chúng ta phân biệt nhau về màu sắc của nó là màu vàng. Và thương hiệu Yadaver này là một thương hiệu rất nổi tiếng của Đài Loan. Còn với dòng cân sàn thì có những kích thước như là 1m x 1m, 1m2 x 1m2, 1m5 x 1m5, là ba kích thước chuẩn. Ngoài ra anh chị có thể là đặt vấn đề với kênh điện tử Gia Phát rằng là mình cần một kích thước riêng theo yêu cầu của mình, thì kênh điện tử Gia Phát cũng sẽ cung cấp cho anh chị những cái cân sàn điện tử hình dáng như thế này với những kích thước yêu theo yêu cầu của anh chị. Lúc đó thì trọng lượng cân tối đa của những cái dòng cân sàn này từ 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn hoặc là 10 tấn. Và có rất nhiều thương hiệu để mình lựa chọn, kể cả cái việc mà cân xong in build như dòng cân XK319i9 mà anh chị đang xem trên màn hình. Sau khi cân xong là mình sẽ bấm lệnh in và nó lập tức in ra cho mình cái lệnh, cái bill trong đó là trọng lượng, ngày tháng. Và đây cũng là một trong những dòng cân Ohau nổi tiếng của Mỹ và cái mã là T31B. Xem xong video clip này, anh chị cần liên lạc đến kênh tự giá phát thì anh chị có thể gọi Zalo hoặc Facebook đến số điện thoại hotline trên màn hình. Kênh tự giá phát xin chúc anh chị sức khỏe, kinh doanh thuận lợi và phát đạt. Xin cảm ơn.